Vâng, xin chào tất cả các anh em đang xem cái video ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ làm một cái video liên quan về cái vấn đề đấy chính là Supercell ID. Mấy hôm gần đây thì có rất nhiều anh em inbox cho tôi hỏi về Supercell ID nó là cái gì, có nên dùng Supercell ID hay không, không dùng Supercell ID thì liệu có mất ạc hay không, rồi dùng Supercell ID nó như thế nào, dùng Supercell ID nó ra làm sao để đăng nhập được Supercell ID tùm lum tà la ấy. Rất nhiều câu hỏi, nhưng mà tôi khái niệm ở đây có một số câu hỏi như sau thì tôi xin trả lời. Đầu tiên đấy chính là Supercell ID nó là cái gì. Supercell ID nó đơn giản, khái niệm cực kỳ đơn giản, nó là một cái ID của Supercell, thế thôi. Cái ID này nó sẽ tương tự như cái ID của Apple. Apple thì sẽ có ID của Apple đó. Còn bên Android thì chúng ta sẽ dùng cái thằng Google đó, nó y hệt như hai cái tài khoản kia thôi. Nhưng mà cái hay của Supercell ID là gì? Các bạn dùng iOS có thể đăng nhập được, các bạn dùng Android cũng có thể đăng nhập được. Lúc trước thì như này, Android nó tách biệt ra, nó chỉ đăng nhập được tài khoản Android, iOS nó chỉ đăng nhập được tài khoản iOS. Nhưng bây giờ khi các bạn dùng ID của Supercell, các bạn hoàn toàn có thể lock chung nhau được, Android cũng lock được, iOS cũng chơi được. Đó, đó là một cái cực kỳ tiện lợi luôn. Cái câu hỏi thứ hai nữa là không dùng Supercell ID thì liệu có mất ạc hay không? Mất ạc thì tôi nói thật không phải dễ mà mất ạc được. Tức là như này, nếu như mà các bạn chia sẻ cái tài khoản của mình, giả dụ như tài khoản đây là của tôi đi, tôi sẽ chia sẻ cho một người khác và người khác sẽ lock cái tài khoản này vào, lúc đó tạo cái Supercell ID thì các bạn mất ạc. Nhưng mà các bạn chưa, tài khoản của bạn chưa có ai lock vào, chưa có ai biết, chưa có chia sẻ cho ai thì không dễ gì mà mất được cái tài khoản của các bạn nhé. Đó là một điều tôi khẳng định luôn. Còn nếu như mà tài khoản các bạn chia sẻ cho nhiều người đấy, thì một điều lời khuyên của tôi nữa đó là tạo ngay cái Supercell ID. Nếu không tạo thì có ngày mất ạc oan. Mất ạc là có thật. Cái vấn đề mất ạc là có thật. Nhưng chỉ đối với những người mà hay chia sẻ tài khoản. Tức là chia sẻ là làm sao? Những anh em trong clan sẽ lock cái ạc của bạn vô để đánh vua hoặc là đi farm hộ hoặc thứ đấy. Đấy là những cái trường hợp mà dễ bị mất ạc. Nếu tin tưởng nhau thì không cần tạo cái Supercell ID này, mà không tin tưởng nhau thì các bạn tạo Supercell ID này thôi. Rồi tiếp theo nữa là một cái lợi thế nữa khi dùng Supercell ID, như hồi nãy tôi cũng vừa nói đấy. Với những ông thánh nào mà bị mất link thì muốn đăng nhập sang, giả dụ như dùng iOS mất link Android, muốn đăng nhập sang Android thì phải đi xin link lại, và đôi lúc là xin chớt mỏ ra mà mấy ông Supercell mấy ông không cho. Tương tự ngược lại, đối với những ông dùng Android mà bị mất link iOS thì các ông đi xin link lại cũng chớt mỏ luôn mà Supercell họ không cho. Thế thì bây giờ lợi một cái nữa là có thể dùng được tài khoản Supercell để đăng nhập cho cả iOS lẫn Android, thì tại sao lại không tạo cái đó? Đó là một cái nên dùng cái Supercell ID nữa. Tôi thấy là một lời khuyên của tôi đấy chính là anh em nên dùng cái Supercell ID này. Và làm sao để dùng được cái tài khoản Supercell ID này thì bây giờ tôi có rất nhiều bài hướng dẫn rồi, nhưng mà bây giờ tôi sẽ làm một cái video cho anh em xem luôn. Trước tiên hiện tại tôi đang dùng bên tài khoản giả lập iOS. Vì vậy mà tôi sẽ lên đây, tôi sẽ search cái phần mềm đấy chính là Freedom VPN. Đây là phần mềm để fake IP sang đất nước Phần Lan, tại vì Phần Lan mới chỉ có Phần Lan có cái Supercell ID thôi, ở Việt Nam mình nó chưa hỗ trợ. Chính vì vậy mà chúng ta cần cái phần mềm này để fake cái IP qua đó thì mới cài được Supercell ID. Đây là cái bắt buộc. Cái bắt buộc nha anh em, nhớ là cái bắt buộc. Đây cái phần mềm Freedom VPN đây. Hiện tại thì tôi đã cài rồi. Anh em nào mà dùng iOS thì lên Apple Store. Còn anh em nào mà dùng bên Android thì lên CH cộng. Chúng ta sẽ download cái phần mềm này về. Đấy chính là Freedom VPN đây. Tôi đã download về và cài rồi. Sau khi download về và cài rồi thì chúng ta sẽ lên cái phần mềm đó. Hiện tại thì cái đây, vô cái phần mềm nó sẽ như này.
Nó sẽ như là vô nó sẽ như này, hiện tại local nó đang là Singapore. Singapore thì cũng như Việt Nam thôi, nó cũng chưa tạo được cái special ID, nên là vì thế chúng ta phải tìm đến cái local, đấy chính là Phần Lan. Phần Lan đâu, đây đây rồi, Phần Lan đây rồi, tạo về Phần Lan, on cái phần mềm này lên rồi, đã online lên rồi. Sau khi đã mở cái phần mềm VPN, Freedom VPN lên thì vào game chúng ta vào cài đặt, nó sẽ xuất hiện những cái bảng như này. Đây, một cái bảng Supercell ID đây, vừa to vừa tròn vừa đỏ, không tròn mà gọi là chữ nhật đỏ đây. Bây giờ tôi sẽ tiến hành quá trình là đi tạo cái Supercell ID này nhá. Cái tài khoản này của tôi là chưa hề link qua, chưa hề tạo cái Supercell ID. Bây giờ tôi sẽ tạo mới một cái luôn. Vào cái này. Tiếp tục là tới cái Renew. Continue. Đây là cái email mà anh em bắt buộc phải nhập vào. Anh em có thể dùng cái email để đăng ký Apple cũng được. Đang dùng cái email cũ, dùng email, chính cái email mà các em ở cái tài khoản iOS để đăng nhập cũng được, hoặc là trên cái Android cũng được. Nhưng mà tôi, do cái tài khoản của tôi, tài khoản mail của tôi ấy, nó liên quan đến công việc thì tầm lâm tà la các thứ, tôi không muốn đăng ký bằng cái đó nữa. Thì tôi hoàn toàn có thể đăng ký bằng một cái tài khoản mail mới. Đây, tài khoản mail mới của tôi là cái bang Sài Gòn. Cái bang Sài Gòn @gmail.com. Rồi, tiếp theo đây là chúng ta gõ lại cái email thôi. Cái bang Sài Gòn @gmail.com. Rồi, là ngay lúc này thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo được một cái email. Rồi, bắt đầu tiến hành quá trình tạo. Rồi, sau khi mà chúng ta đăng ký một cái tài khoản thì nó sẽ gửi về một cái số dãy số. Các bạn phải tìm vào cái mail của bạn, nó sẽ có 6 số như thế này. Đó cũng chính là cái tài khoản để bảo vệ cái tài khoản của bạn nha. Của tôi là đây. Mỗi lần các bạn phải nhớ là mỗi lần các bạn đăng nhập hoặc là các bạn log out ra thì nó sẽ tạo ra một cái tài khoản, một cái dãy số để các bạn verify này, nó khác nhau nha, nó không giống nhau đâu. Nên là tôi tự tin tôi gõ lên đây cho các bạn thấy những cái số trên này luôn, nhưng mà lần sau tôi log out ra ấy thì nó sẽ có một cái số khác. Các bạn yên tâm là cái đó đi. Nhưng mà quan trọng là ông nào có thể hack được cái mail của tôi thôi này. Cái mail của tôi, hack được cái mail thì nó sẽ có được những cái số như thế này. Rồi, submit một cái. Rồi, chờ đợi thôi. Bây giờ đang chờ đợi. Ok. Ok, vậy là tôi đã tạo xong một cái Supercell ID. Nó đơn giản không các bạn? Đơn giản nhỉ. Đây, đây chính là Supercell ID mới của tôi. Thì tôi chứng minh luôn là nó sẽ tạo ra những cái số để mình verify lại những cái số khác nhau ấy. Tôi sẽ log out ra một cái nha. Log out này. Confis. Rồi, sau khi mà log out ra, nó sẽ cho chúng ta thành hai cái như thế này. Một cái dòng là sẽ log out, log in bằng Supercell ID. Một cái thì các bạn sẽ log in bằng cái tài khoản iOS hoặc là cái tài khoản Android mà các bạn có cái ạc nào chưa link qua Supercell ID á, chưa dùng Supercell ID thì các bạn sẽ dùng cái ở dưới. Còn ông nào mà có tài khoản Supercell ID rồi, chúng ta sẽ dùng cái dòng trên. Đây có dòng dưới nữa, hai dòng luôn nha, phải phân biệt hai dòng này. Nhưng tôi sẽ vào bằng cái Supercell ID mới tạo này. Đó. Bây giờ là nó vào trong này rồi, login một cái. Đấy. Nó bắt mình đăng nhập lại. Đây các bạn hoàn toàn có thể kích vào đây thì lần sau nó sẽ không hỏi được, không hỏi trên cái thiết bị này nữa. Nhưng mà tôi sẽ không nhớ trên cái thiết bị này mà tôi login vào. Đó, login là vào này. Nó bắt đầu nó sẽ gửi 6 số cho mình verify lại. Đây 6 số nha, 6 số khác biệt hoàn toàn nha các bạn nha. Hồi nãy là cái số đấy là 97 mấy đấy.
nhưng mà bây giờ nó gửi về cho tôi một cái số khác 056. Đó là tại sao tôi tự tin là show luôn những cái số này lên cho anh em xem, vì mỗi lần nó cho một cái số khác, chúng ta cần phải check mail để biết được cái số này 056 616. Rồi, ok, submit một cái. Confess. Đó, vậy là vô được cái tài khoản của tôi bằng cái Supercell ID, và tôi đã tạo ra một cái luôn. Nó khá là đơn giản đúng không anh em? Đó là cái video liên quan về vấn đề Supercell ID và tôi là khái niệm là Supercell ID nó là gì, nên dùng hay không nên dùng và dùng như thế nào. Thì tôi chốt lại một câu là tôi khuyên các anh em nên dùng cái này, nó sẽ tiện hơn rất nhiều. Nó tiện hơn cho anh em nào mà có dùng chơi cả trên iOS lẫn là trên Android á, đỡ phải nhớ tài khoản iOS, đỡ phải nhớ tài khoản Android tùm lum tà la, mệt lắm. Chỉ cần chung một cái tài khoản là được rồi. Đó là cái video ngày hôm nay. Rồi, video ngày hôm nay cũng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả những em đang xem cái video, đã xem cái video ngày hôm nay, và chúc anh em sắp sang năm mới thì chúc anh em một cái năm mới bình an, may mắn, phát tài, phát lộc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào những cái video như là cái stream lần sau. Nếu như anh em thấy hay, hãy kích vào nút like, share và subscribe ở dưới để nhận thêm những nhiều cái video hay hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.